Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hết tiền, xe cháy, Phạm Nhật Vượng gặp họa. Hôm 22 tháng 6 năm 2022, dư luận đã kinh hoàng chứng kiến niềm tự hào của Việt Nam, chiếc xe VinFast Lux SA 2.0 đã bị cháy rụi, cùng người chủ xe cũng bị hóa thành than trong tư thế vẫn ngồi ôm vô lăng tại khu vực gần gầm cầu ở tỉnh Vĩnh Phúc. Và sau đây mời các bạn xem tường thuật về vụ việc nghiêm trọng này. Xe 7 chỗ bốc cháy, người bên trong không kịp thoát ra. Chiếc xe 7 chỗ bốc cháy ở Vĩnh Phúc vào trưa ngày 22 tháng 6 năm 2022 khiến một người tử vong. Chính quyền địa phương cho hay nguyên nhân vụ việc hiện chưa được kết luận. Sự việc xảy ra vào trưa ngày 22 tháng 6 trên đường Lê thuộc xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Chiếc ô tô VinFast Lux SA 2.0 do một nam tài xế điều khiển tới khu vực gầm cầu Vĩnh Thịnh thì bốc cháy. Nhân chứng cho biết thời điểm xảy ra sự việc, tài xế đã đánh lái chiếc xe đỗ ở ven đường. Ngọn lửa bùng lên rất nhanh, thiêu rụi chiếc ô tô 7 chỗ ngồi. Người trong xe không kịp thoát ra ngoài, chết cháy. Đại diện công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xác nhận sự việc khiến một người ở trong ô tô tử vong. Thời điểm xảy ra sự việc, khu vực trên có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ khoảng 36 đến 37 độ C. Chính quyền địa phương cho hay nguyên nhân vụ việc hiện chưa được kết luận. Trong lúc cơ quan điều tra đang tìm kiếm nguyên nhân thì dư luận đem sự việc ra mổ xẻ, bàn tán sôi nổi về việc chiếc xe có giá tới hơn 1 tỷ đồng mà lại rất nguy hiểm, dễ cháy, bắt lửa, nhanh đến mức chủ xe không kịp mở cửa để thoát thân. Đây thực sự là một lỗi rất nghiêm trọng khi mà chiếc xe này mới được đưa ra vận hành, mặc dù khung, sườn và thậm chí máy của nó là công nghệ cũ của nước Đức. Đó chính là xe BMW X5 không tệ. Nhưng có thể sau khi nhập dây chuyền cũ này về Việt Nam, công ty VinFast đã đặt dập vỏ xe và những thiết bị phụ trợ khác ở những nơi sản xuất giá rẻ và ít được kiểm tra chất lượng một cách chặt chẽ như tại Đức, cho nên có thể dẫn tới hiện tượng nguy hiểm này. Và bên cạnh đó, với thời gian sản xuất và đưa ra tiêu thụ rất ngắn thì công ty VinFast dường như đã không đem chiếc xe này ra chạy thử một cách cẩn trọng. Dường như họ đã coi nhẹ điều này và cố tình đem chiếc xe ra bán gấp. Điều đó có thể lý giải vì sao những chiếc xe VinFast luôn gặp sự cố bất ngờ và thậm chí nguy hiểm đến tính mạng như trường hợp bốc cháy xe hôm 22 tháng 6. Bên cạnh đó, các dòng xe khác của VinFast cũng rất kém khả quan như chiếc xe VinFast Fadi. Có những khách mới mua về, đem đỗ ở dưới tầng hầm. Sáng ra họ đã thấy dầu chảy lênh láng và chiếc xe không thể tiếp tục vận hành. Đây cũng là một lỗi rất nghiêm trọng. Vì khi xe đang chạy với tốc độ cao mà bị chảy dầu như vậy thì rất dễ bị cháy máy dẫn đến cháy xe. Mà nếu đang ở trên đường cao tốc thì đó quả là điều kinh hoàng đối với từng gia đình đã mua chiếc xe này. Và dường như cảm thấy không ổn với dòng xe chạy xăng, công ty VinFast đã cho khai tử không tiếp tục sản xuất những chiếc xe chạy xăng này nữa, mà chỉ sau có 2 năm, tổng số tiền bị lỗ đã lên tới hàng tỷ đô la. Đây quả thực là một nỗi kinh hoàng mà có lẽ ông Phạm Nhật Vượng và công ty VinFast không ngờ tới. Vì sản xuất, đưa ra vận hành, bảo trì, bảo dưỡng một chiếc xe không hề đơn giản. Điều đó có thể dễ hơn nếu ông tiếp tục kinh doanh ở mảng bất động sản hoặc sản xuất mì tôm. Nhưng công nghệ sản xuất ô tô nó hoàn toàn khác. Dường như để vớt vát thương hiệu xe VinFast thì chiếc xe điện E34 cũng được ra đời, nhưng nó cũng không may mắn và số phận tương tự như những chiếc xe xăng trước đó. Khi mà người mới mua chiếc xe này đang chạy trên đường đột ngột bị chết máy, và thế là khổ chủ phải thay nhau tiếp tục đẩy chiếc xe điện E34 này để tránh ách tắc giao thông và những ánh mắt tò mò của người dân xung quanh. Và gần đây nhất, mọi người cũng đã chứng kiến các giám đốc điều hành cấp cao của công ty VinFast cũng lũ lượt rút đi.
họ đã bỏ lại chỗ làm việc của mình chỉ sau có vài tháng đến đây tiếp quản. Phải chăng đây là một tín hiệu rất xấu với công ty này khi những chuyên gia nước ngoài đã nhìn thấy tương lai mờ mịt và tăm tối của công ty VinFast, và cũng có thể họ không đồng ý với chủ trương của công ty này vội vã kêu gọi vốn để sản xuất những chiếc xe không được kiểm định một cách đầy đủ, mặc cho tính mạng của người tiêu dùng có thể gặp lâm nguy. Gần đây nhất, ngay cả việc chuyển trụ sở của công ty VinFast sang Singapore để biến một công ty Việt Nam thành một công ty của nước ngoài mang cờ Singapore. Sau đó thì họ đã tìm cách chào bán cổ phiếu ra thị trường chứng khoán ở Mỹ vào năm 2022, nhưng đã gặp thất bại hoàn toàn vì các nhà đầu tư không thể tin tưởng giao tiền cho một công ty mới chỉ đưa ra ý tưởng và vài hình ảnh những chiếc xe điện ở trên giấy hoặc trên mô hình. Cũng có thể họ nhận ra rằng công ty VinFast sẽ chẳng có tương lai gì, cho nên những dòng tiền đầu tư như dự định ban đầu đã không đến được với công ty này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Hết tiền, xe cháy, Phạm Nhật Vượng gặp họa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.